Làm thế nào để thợ lặn di chuyển dưới đáy biển thực hiện công việc mà không cần thiết bị lặn? Từ nay, với thiết bị là tàu chuông lặn hoạt động giống như thí nghiệm trước cốc úp ngực, có khoang chứa khí đáy mở được hạ xuống bằng cần trục. Lúc này, không khí sẽ bị nén nên sẽ được bơm bổ sung không khí để cân bằng với áp suất bên ngoài chuông, nhằm duy trì không gian làm việc bên trong không đổi. Do đó, trước và sau khi làm việc, người thợ phải ở trong buồng điều áp nhằm tránh thay đổi áp suất đột ngột, nếu không sẽ hình thành bóng khí làm tắc nghẽn trong mạch máu gây nguy hiểm đến tính mạng.